chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Catala Fishing. Thì trong clip ngày hôm nay, shop Ben xin giới thiệu đến các bạn một mẫu máy câu đến từ thương hiệu Shimano. Thì cụ thể đây chính là mẫu máy Shimano Vanfor nha các bạn. Đó, thì nói thêm một chút thì đây là một mẫu mà nó đã ra từ năm 2020, cuối năm 2020. Nó và cùng những cái mẫu máy Stadic FL, FK đó là ra cùng thời điểm đó, những cái mẫu máy tầm có giá tầm trung từ thương hiệu Shimano và gần như là mở đầu cho những cái ngôn ngữ thiết kế mới cho những cái mẫu máy mà mới ra gần đây, cho những cái phiên bản tiếp theo gần đây như năm 2021 thì ra những cái mẫu Lassi, Lesave và đầu năm nay thì ra mẫu Sahara, Catala. Cái những cái mẫu máy này là có cái ngôn ngữ thiết kế nhá, chứ không phải là em không nói là cái tầm giá hay là cái chất lượng hay như là nó cái thiết kế gần như là nó sẽ mở đường cho một loạt những cái mẫu mang cái hơi hướng cái thiết kế dạng kiểu gọn gàng như vậy, mà nhìn đó cái bề ngoài gần la la nhá. Tất nhiên là để so sánh thì nó sẽ khác hơn một chút, nhưng mà đây là cái ngôn ngữ thiết kế mới của Shimano cho những cái mẫu sau này. Đó, thì giờ em sẽ đi vào chi tiết máy hơn nhé. Thì cụ thể hiện tại thì bên shop em sẽ có các size 2500 này, bản C 3000XG, 4000XG và 5000XG. Thì đây về cảm quan bên ngoài trước, máy sẽ có cái màu đen, dạng đen bóng phần thân và có một chút cái điểm gọi là điểm nhấn màu đỏ tươi, đỏ đô ở trên phần spool, cũng như là cái vòng tay quay đây một chút thôi, còn lại chủ yếu vẫn là phần màu đen chủ đạo. Đây thì có một cái tấm ốp phần thân body màu bạc. Và cái ngôn ngữ thiết kế này thì nó khá là giống với con Stadic. Và những cái mẫu sau này mà ra phiên bản tiếp theo của Lassi hay là Lesave thì gần như cái ngôn ngữ thiết kế này nó được kế thừa. Nó chỉ khác một chút nhưng mà nhìn chung thì nó sẽ la lá nhau. Rồi chút nữa mình sẽ đi vào chi tiết sau nhé. Giờ thì đến vào xem cái hộp này. Đây. Cái hộp thì của mẫu Vanfor này nó sẽ có một màu đen. Bên trên thì có dòng chữ tên máy này, model C3000XG. Đây là hộp của con bạc à, logo xung quanh như vậy. Đây. Ở bên trong thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, các túi ly lông đựng máy. Rồi. Và thêm một số cái phụ kiện như lồng đen. Thế thôi, cũng không có gì thêm. Đó là cái phần hộp máy nhé. Hộp máy thì ở bên trong cũng được dán vậy thôi, cũng không có gì nhiều. Đây, thì em sẽ đi cầm con 2500. 2500 là cái size nhỏ nhất. Đây. Ở trong này thì cũng không phải nhỏ nhất của hãng, vì ở hãng thì nó có cả size 500 nữa, nhưng mà những con đó thì nó nhỏ xíu và cũng ít người chơi. Hiện tại em cũng có ở đây 2500. Các bạn có thể so sánh tình quan trên bàn tay của em. Mẫu máy này thì thích hợp với các bác đi tour. Con 3000 như vậy. Đó, hai con. Thì con 2500 này sẽ sử dụng cái phần tay lúm chữ Y, còn con 4000 và con C3000 thì nó sẽ dùng với lúm chữ T. Đó. Sử dụng đây chữ T, còn con 5000 thì sử dụng lúm tròn. Nói chung là đa số những cái mẫu máy đấy từ Shimano thì đều vậy, size 5000 thì thường thường sẽ sử dụng lúm tròn, còn lại thì 3000, 4000 sử dụng và 2500 thì sử dụng T và Y. Đó. Đây con 2500, đây là con 2500 bán thường, nó có cả bán HG nữa nhưng mà hiện tại thì em chưa có ở đây.
sẽ cập nhật thêm đấy các bác. Ta sẽ đọc chút qua cái thông số con này. Thì con Banfor 2500 thì nó cái vòng tua 5.3, max drag của nó là 9 kg, trọng lượng chỉ 180 g, số bọc đạn là 7+1 và thu dây là 18 cm một vòng, dây 0.25 thì vào được 160 m. Đấy, thông số vào dây thì ở đây nó có cả thông số mm trên mét nhé. Đấy. Còn bằng à, đây là thông số của con Banfor C3000XG, vòng tua là 6.1, max drag là 9 kg, trọng lượng cũng là 180 g, và bảng đạn 7+1, thu dây 94 cm một vòng, dây 0.25 mm thì vào 210 m. Thì con C3000XG này nó sẽ vào được nhiều hơn 50 m so với con 2500 cùng kích cỡ dây là 0.25. Còn đây là con 4000. À, thì các bác để ý là con 4000 và con C3000 sẽ đều sử dụng cây Lucite, tay quay, tay kim, kim loại và đều sử dụng dạng cuốt mặn re này nhé. Để xem mở ra. Đấy. Nói chung những cái móc máy này cầm trên tay cực kỳ nhẹ. Như con 4000 này nó chỉ nặng 215 g, vòng tua là 6.2, đầu đắp của nó là 11 kg, số bọc đạn cũng là 7+1 và thu dây là 101 cm trên một vòng, dây 0.30 thì vào 180 m. Rồi mình còn 4000XG này, đây em sẽ cầm trên tay, các bác có thể giả quan sát cây tương quan với cây kích thước của con 4000. Rồi thì giờ sẽ đọc qua một chút cái thông số con 5000, các bác theo dõi. Đây, 5000 thì sẽ sử dụng cây lún tròn. Lún tròn này sẽ là lún bằng xốp Eva, cầm rất vừa tay. Nó sẽ có vòng tua là 6.2 chia 1 của con C5000XG này, vòng tua 6.2, drag cũng là 11 kg và trọng lượng là 220 g, số bọc đạn cũng là 7+1 và vòng tua là 101 cm, dây 0.35 thì sẽ được vào được 175 m. Đó là với bản con Banfor C5000XG. Bên dưới hồ thì nó sẽ in một số cái thông tin khác bằng tiếng Anh. Đây, bên mặt sau tiếng Anh cũng như tiếng Nhật. Con này thì được sản xuất tại Malaysia nha các bác. Ở dưới cái chân máy đây, nó sẽ in cái dấu mộc và tên máy này, màu đen C5000XG này, một dãy số đó và chữ Malaysia. Máy được sản xuất tại Malaysia. Thôi. Đây là những cái thông tin chính. Thì một số cái công nghệ thì nó đều được in trên đây này. Cái công nghệ độc quyền của Shimano như là NGM Rotor. Thì những cái công nghệ thêm này thì em sẽ cố gắng để thêm trong phần mô tả nha các bác. Các bác có thể tiện theo dõi cho thêm thông tin chi tiết trong phần mô tả cũng như là giá bán. Rồi thì các bác muốn mua máy này thì cứ trực tiếp đến cửa hàng em này hoặc gọi điện đặt hàng qua số điện thoại, số Zalo. Thì địa chỉ cửa hàng như thông tin và số điện thoại, số Zalo em sẽ để bên dưới video. Các bác cứ liên hệ, cần thêm chi tiết gì thì cứ nhắn tin qua để xem trực tiếp. Rồi, xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bác.